Chắc hẳn ai cũng đã từng vẽ những kiểu tóc này, nhưng không phải ai cũng thành công. Nani? Vậy nên hôm nay tôi sẽ vẽ chi tiết và đánh dấu cẩn thận cho mọi người vẽ nè. Mới đầu các bạn nên vẽ nét nhạt thôi nha. Có sai ở đâu thì sửa cũng dễ, còn nếu sai tất cả thì tôi cũng chịu. Nếu bạn vẽ thử mà thấy nét cứng quá thì nên luyện thêm nha. Vì nếu nét chưa ổn thì dù thử bao nhiêu cách vẽ dễ cũng không đẹp đâu bạn. Tôi đoán chắc có mấy bạn đã bấm lưu nhưng 10 năm sau mới chịu vẽ. Còn 3 kiểu tóc ở bức ảnh đầu nếu bạn nào cần thì bình luận cho tôi biết nha. Tôi mới nói xạo một xíu mà đã xong luôn rồi nè. Hóa ra vẽ một bộ lông đầu đơn giản vãi ơ. Hello mấy bạn vẽ trang phục kiểu này. Hôm nay tôi sẽ giải cứu các bạn. Đầu tiên, mọi người vẽ dùng tôi một cái hình như thế này. Sau đó kẻ hai đường chéo ở hai bên và khoanh hai vòng tròn giống tôi nha. Ta bắt đầu vẽ từ tay áo, nếp áo thì mọi người vẽ như tôi nè. Các bạn vẽ từ từ theo cái khung ban đầu là được nha. Thêm vài nét gạch ở đây là xong chiếc áo rồi. Vậy thì chỉ cần kẻ vài nét từ trên xuống là xong. Cuối cùng là tô đậm một số nếp áo để bộ trang phục chân thật hơn nha. Vậy là chỉ cần vài đường nét cơ bản, một bộ đồ đơn giản vãi o đã hoàn thành. Hello mấy bạn đến giờ vẫn chưa biết vẽ tóc. Đầu tiên, mọi người vẽ dùng tôi một hình tròn. Chia hình ra, vẽ hai đường chéo và một đường ngang để dựng hình khuôn mặt. Gạch một nét nhỏ ở dưới. Sau đó vẽ như tôi để có được khuôn mặt nha. Kẻ một đường ngang, bên dưới sẽ là tai. Bắt đầu tỉa tóc từ mái. Phần tóc xung quanh đầu thì mọi người tỉa theo hình tròn nha. Đối với những bạn có nét riêng, tôi vẫn sẽ ủng hộ các bạn tỉa tóc theo nét của bạn. Tôi sẽ khiến cho việc luyện vẽ trở nên dễ dàng hơn cho mọi người. Cố gắng thêm một chút để tiến xa hơn nha. Vì chỉ cần gạch gạch vài nét, mọi người đã có một bộ lông đầu đơn giản vãi o. Trung Thu đang đến ngồi vẽ chị Hằng, nhưng nhớ ra mình không biết vẽ tóc. Đầu tiên vẽ một hình trăng tròn. Vẽ khuôn mặt theo đường cong ở dưới hình tròn. Vẽ mắt hơi tròn một xíu cho đơn giản nha. Vẽ hai đường cong bên trên làm mí mắt. Tô đậm thêm chút nữa là cute liền. Sau một thời gian làm TikTok, tôi nhận ra có nhiều người không thích kẻ khung khi vẽ. Vậy để hôm nay, tôi vẽ thử cho các bạn một mớ lông đầu không cần kẻ khung coi sao. Các bạn nhớ giống theo hình tròn lúc đầu để không bị lệch nha. Qua video này, tôi cũng muốn chúc các bạn có một đêm Trung Thu vui vẻ nha. Chán thì qua kênh tôi học vẽ nè, đơn giản lắm luôn á. Tôi vẽ những thứ đơn giản nhưng đẹp nha. Như video này chẳng hạn, vậy có mấy nét là ra bộ lông đầu cute vãi o. Thì ra đây chính là con mèo, A còn đứa thứ hai hay vẽ. Nani? Đầu tiên, vẽ dùng tôi hai hình tròn. Dùng bút xanh, vẽ tai và lông xung quanh hình tròn bên trên như tôi nha. Tai vẽ hình đường cong, lông vẽ hình số 3. Hai chân trước là hai đường cong, hai chân sau vẽ giống chữ C. Đôi nó vẽ nhọn một xíu cho xinh nha. Sau đó tẩy hai hình tròn ban đầu đi. Sử dụng bút màu đỏ để vẽ các chi tiết như lỗ tai và miệng. Vẽ lên cả bàn chân nữa nè. Dùng màu xanh nhạt hơn, gạch một vài chi tiết nhỏ lên lông cho mèo. Lại là màu xanh nữa, các bạn dùng nó tô lên tai và đuôi nha. Má thì dùng màu hồng nhạt, cho nó đáng yêu nè. Cuối cùng là kẻ viền lông bằng màu xám. Vậy là xong rồi. U là trời, vẽ mèo đơn giản vãi o. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi mà còn vẽ hoa hồng kiểu này? What? Đầu tiên tôi vẽ một hình xoắn ốc, sau đó vẽ một đường cong ở bên dưới. Vẽ một dấu ngã và một dấu hỏi. Làm tương tự ở hai bên. Mọi người cứ lặp lại cách vẽ đó như tôi nha. Mỗi khi xong thì tẩy phần ở giữa đi. Lặp lại như vậy các bạn sẽ có được những cánh hoa đơn giản. Những cánh hoa ở bên ngoài thì các bạn làm theo tôi nha. Tiếp theo là làm mờ tranh và vẽ lại. Những cánh hoa nhô ra mọi người vẽ nó nhấp nhô một chút. Cuối cùng là tô đậm các góc trong của cánh hoa, sau đó dùng giấy hoặc cây di chì sa đều lên nha. Vậy là đã xong đóa hoa hồng dễ vãi ơ. Đây là chiếc xe hơi mà ai cũng từng vẽ. Nhưng đã đến lúc nâng cấp rồi. Đầu tiên, mọi người kẻ cho tôi hai hình tứ giác. Vẽ một đường cong phía trên làm mui xe, thêm hai đường cong làm kính chắn gió. Phần bánh xe cũng là hai đường cong nhô lên. Gạch một nét ở góc phải làm mui xe. Bánh xe vẽ hai đường tròn và tô đậm xung quanh. Đèn xe thì mọi người vẽ như tôi hoặc khác tôi cũng được. Đến đây là mọi người đã vẽ xong một chiếc xe hơi rồi. Tôi sẽ vẽ thêm một số chi tiết cho chiếc xe ngầu hơn nha. Xe hơi nhìn có vẻ khó, nhưng nếu follow tôi thì mọi thứ đơn giản vãi o. Thì ra, A còn đứa thứ ba ở nhà toàn vẽ hai tên.
nhưng không vẽ được nên tìm tới tôi. Vậy hôm nay cùng tôi vẽ hai tên nha. Đầu tiên là vẽ dùng tôi số 2. Tiếp theo là số 1. Sau đó là số 0. Vẽ thêm 3 đường cong. Và chỉnh sửa lại cho cái ấy rõ ràng hơn nha. Bạn nào thích mạnh mẽ thì có thể vẽ thêm gân nổ lên. Nếu mọi người thấy cách vẽ kia thô quá thì thử một cách mềm mại hơn nè. Quan sát theo tôi để không bị lệch tỷ lệ nha. Mới nhìn thôi mà tôi đã muốn nắm lấy rồi. Vậy là chỉ bằng vài đường nét cơ bản, các bạn đã hoàn thành cái chỗ ấy dễ vãi.